Lão già nhà em về chưa? Lão ấy lên bòn tiền em để uống rượu phải không? 30 ngàn. Tiền ở đâu mà em cho lão ta 30 ngàn? Tức thiệt á. Nhiều lúc chị không biết cái thứ người này là cha của em hay là ác quỷ. Em làm lao công ở đây đâu có bao nhiêu tiền, mà cứ hở ra đồng nào lão ấy cưỡng đi uống rượu. Đã vậy mỗi lần uống vào là chửi bới lung tung, rồi cái cà kê lè dè khóc lóc. Như đứa trẻ bị tâm thần lang thang đầu đường góc phố. Không việc gì em phải nuôi báo cô. Một lão già quái ác, ông chẳng ra ông thầy, chẳng ra thầy, giả dại giả điên khiến người người kính mi. Ôi chị biết rồi, em nói là em không thể không nuôi ông chứ gì. Nhưng mà Thảo à, mỗi khi lão ta uống rượu vào, đánh đập thét gào chửi mắng cuồng ngôn, em việc gì cứ sợ lão ta. Nè, từ nay em phải để dành tiền lãnh lương mỗi tuần đưa chị dấu nhìn cho. Lỡ có chuyện gì em còn phải hộ thân nữa chứ. Sống không biết ngày mai là khổ lắm đó. Chị còn nhớ cái ngày chị xin ông Tân cho em vào làm ở đây. Lão ta đã chặn chị ở đầu xóm đòi xin ứng trước tiền lương của em. Người đâu thật là đốn mạc mà. Chị mà có một người cha như em hả, không bao giờ chị thèm nhìn mặt. Cứ để cho lão ta chết nhăn răng đi. Thôi thôi thôi, chị biết rồi, chị biết em thương ba của em. Đi xuống bếp chứ gì. Thôi đi đi, cần gì chị gọi em. Alo. Dạ. Dạ thưa ông Hoàng Thọ. Sao ông biết số điện thoại của tôi vậy? Hả? Ông nói sao ạ? Không, tôi hoàn toàn không biết gì việc này. Xin ông đừng hiểu lầm tôi. Tôi mới từ thành phố trở về đêm qua. Sao ạ? Ông nói sao ạ? Dần, tôi hiểu rồi. Ủa, ông nói thưa ông, đúng như vậy. Dạ xin ông thông cảm, tôi sẽ giải quyết ngay ạ. Dạ không sao. Tôi có thể khẳng định với ông không một nhân viên nào của chúng tôi dám có ý xúc phạm đến ông cả. Alo. Cô Nga. Dạ. Làm gì đứng chết chân đó vậy? Cô có còn là tổ trưởng lễ tân không hả? Dạ thưa ông giám đốc, em nghĩ là... Tôi không cần quan tâm đến cái việc cô đang nghĩ gì. Tôi chỉ quan tâm đến số tiền của ông tỷ phú Việt Kiều đang ở trong khách sạn, sẽ có cả 100 khách dành giật ông ta như bầy chó quan nhắm suốt dồi trên bàn tiệc. Cứ nói đi, tại sao một thượng khách như là ông Hoàng Thọ mà cô dám bỏ mặt suốt 3 ngày liền, không dọn phòng, không làm vệ sinh? Dạ tại giám đốc đi vắng nên ông không biết rằng chẳng một ai dám... Cô nói gì? Cô muốn nói là tôi không biết, tôi ngu dốt, tôi không biết cách quản lý chắc? Hay là tại các nhân viên của tôi chỉ là một lũ ăn hại? Cô có hiểu là cái khách sạn rách nát này đang trông chờ vào ông ta hay không? $1 triệu lận. $1 triệu ông Hoàng Thọ sắp đầu tư xây dựng khách sạn và những điều khoản hoàn toàn có lợi cho chúng ta. Tôi nói thật đó, chỉ có một thằng điên mới ném vào đây một núi tiền đầy để mỗi năm thu về bạc cắt. Đôi lúc tôi nghĩ con người ta nghèo quá cũng điên, mà có khi giàu quá chắc cũng khùng nữa. Ông ta phải nói là hơi tâm thần hay sao sao đó chứ không hẳn là điên. Có một cái gì trong cách hành xử của ông ta đôi lúc trông dễ sợ lắm. Cô muốn nói cái gì? Dạ thưa giám đốc, dù giám đốc có đuổi hết nhân viên ở đây cũng không cô nào dám đặt chân đến phòng của ông ta. Từ khi người đó bị tâm thần phân liệt, mấy cô phục vụ nghe nói lên phòng của ông ta hả, ai mà không hoảng sợ hãi kinh. Sợ dữ vậy?
Nhất là mỗi lần lên cơn, ông ta nắm tóc giật tay đập phá tất cả đồ đạc, la hét điên cuồng rồi khóc lóc thảm thương. Ông giám đốc biết không, có một lần á, cô Thu Mập từ trong phòng của ông ta nhảy trượt ra ngoài, ngã cầu thang bị kẹo chân. Cô Nga, cô nói có thật không? Sao lúc tôi ở nhà mọi việc đều êm đẹp, điều tắc tệ chỉ xảy ra vào những khi tôi có chuyện đi xa. Em làm sao biết được? Nhưng còn sự thật thì đúng là ông ta quá thất thường, có thể nói là lúc điên lúc tỉnh. Hôm qua trên đường về nhà, em có ghé qua bác sĩ Phong ở bệnh viện trung tâm á. Với những hiện tượng em mô tả, bác sĩ nói rằng ông Hoàng Thọ này bị một hội chứng thần kinh. Bác sĩ nói thêm, có thể ông Hoàng Thọ đã từng phải trải qua những giây phút kinh hoàng trong quá xa xưa. Lúc tình báo bình an, ông ta thật là dễ thương, vừa lịch sự vừa hồn nhiên. Nhưng khi lên cơn, ông không kiểm soát được hành động, cử chỉ lung tung, ánh mắt lạc thần trong thảm não vô cùng. Ở khách sạn này tất cả mọi người đều lo, hay thử đưa ông đi khám ở bệnh viện thần kinh được không? Cái gì? Trời đất ơi, cái việc này đâu phải là cái chuyện đùa. Đối tác của công ty là một kẻ tâm thần, ai cho phép tiến hành xây dựng hợp đồng từ phía liên doanh? Chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật. Hơn nữa, khi nhập cảnh về Việt Nam, ông ta hoàn toàn khỏe mạnh, ổn rài chỉ thỉnh thoảng mới lên cơn thôi. Biết đâu vài ngày tới ông ta sẽ trở lại bình thường. Em cũng cầu mong như vậy. Giờ thì giám đốc tính làm sao? Dù thế nào cũng không thể mất lòng ông Hoàng Thọ, không thể đánh mất cơ hội ngàn vàng này. Nè, bây giờ cô phải cử ngay người lên dọn phòng. Ông ta dọa sẽ bỏ khách sạn ngay sáng nay đó. Nhưng không thể vì ông ta mà giám đốc đừng quên, mấy đứa ở đây đều là con gái chưa chồng. Phải có phương án tạm chứ. Bây giờ tôi điện gấp sang khách sạn Lâm Viên nhờ tăng cường thêm mấy cô trẻ đẹp, để ông ta tha hồ mà chọn lựa. Nè nè nè, chắc lại là ông ta nữa đó. Cô nghe đi. Nè, khoan khoan, phải ăn nói thật nhỏ nhẹ, lão ta lỡ có chửi bới gì cũng kệ nghe chứ. Dạ. Dạ. Dạ, dạ thưa ông Hoàng Thọ. Dạ giám đốc. Dạ giám đốc đang ở trong nhà tắm. Ông ta nói giám đốc có phải là con dịp sim đâu mà lúc nào cũng chui về nhà tắm. Dạ, dạ. Dạ thưa ông, người dọn phòng đang trên đường đến ạ. Ông ta nói ông ta đang ngồi trên đống rác để thu dọn đồ đạc rời khách sạn. Đưa đây cho tôi. Dạ, dạ thưa ông à, yêu cầu của ông sẽ được đáp ứng ngay. Tôi muốn cùng ông tắm chung, được không? Dạ. Nếu ông thích tắm chung, tôi sẽ chiều ông ngay. Ông có phải là con rối hay không? Hay ông là hình nộm của tôi? Nếu phải làm con rối mà ông được vui lòng thì tôi nào có tiếc. Xin ông hãy thông cảm giùm. Nè nè nè, tôi không có thì giờ đùa giỡn với ông rồi nha. Dạ xin ông hãy bình tâm. À, hay ông cho rằng tôi điên dại hả? Dạ, dạ không phải vậy đâu. Tôi sẽ làm theo lời ngài, người dọn phòng sẽ có mặt ngay. Alo, alo. Rồi, cúp rồi. Gọi ta bất ngờ mà cúp cũng bất ngờ nữa. Trời ơi, ông ta mà giận bỏ đi cái là coi như hỏng hết công toi hết. Cô Nga. Dạ. Cô là người đẹp nhất khách sạn này. Cô ăn nói khéo léo. Hơn nữa, cô lại là tổ trưởng cái tổ lễ tân. Cô đến ngay với ông ta đi nha.
Em hả? Ờ. Em không thể. Sao vậy? Em sợ lắm. Em chỉ nghĩ đến cảnh bị ông ta xé quần xé áo là em đã nổi gai ốc lên rồi. Nhưng đây là chuyện sống còn trong một chuyện làm ăn lớn. Không có tiền phải biết hy sinh chứ. Lỡ có xé cho xé luôn cũng được nữa. Trời đất ơi. Yên tâm, tôi cho người theo bảo vệ cô. Dạ thưa giám đốc. Giám đốc có đuổi em, em cũng không dám lên phòng ông ta nữa. Gì vậy? Thế này là thế nào? Không một ai nghĩ đến tương lai của khách sạn này sao? Tôi đã cầm trong tay giấy phép đầu tư liên doanh. Tôi đã nói với cô rồi, dù phải trả giá thế nào cũng không thể đánh mất cơ hội ngàn vàng này, cô nghe rõ chưa? Gì nữa đây? Cô ta nói gì vậy? Dạ, nó nói để nó đi thay em. Cô này hả? Ờ, tôi thấy cũng được đó, cũng đẹp đó. Thôi được rồi, đưa cô ta đi ngay. Cổ, tôi sẽ qua khách sạn Lâm Viên tìm người Tăng Cường. Tôi sẽ tìm cô gái chuyên làm massage để vui lòng cái thằng tỷ phú mát dây này mới được. Dạ thưa giám đốc. Gì? Giám đốc nghĩ sao khi cho con Thảo đến với ông ta, lỡ có gì biết kêu cứu ai? Tuy đẹp hoàng nhưng nó cũng bất bình. Hậu quả của những trận đoạn quái ác của lão già nát rượu nó gọi là cha. Cô là tổ trưởng tổ lễ tân, chẳng lẽ cô muốn tôi xuống làm phòng cho lão ta? Tôi ngạc nhiên khi nhìn điệu bộ của cô, có chuyện gì đâu mà cô quan trọng qua vấn đề, tưởng như là trời sắp sập đến nơi. Ông giám đốc thương mà thông cảm cho tôi, thật ra nhìn con Thảo tôi thấy chẳng lòng. Cuộc đời của nó quá nhiều đau khổ, cha mẹ tuy có mà cũng nhớ không, nó mang trong lòng bao nỗi khổ tâm. Với hoàng thọ e cơn bệnh giống nhau, kẻ tâm thần bị ức chế vì đòn roi, người bị ám ảnh bởi quá khứ kinh hoàng. Thảo, em muốn đi à? Không được, Thảo ơi đừng đi. Chị không muốn nhìn thấy em đến nơi khổ nạn. Hạnh số phận chẳng may, nếu lỡ xa vào tay kẻ buôn đồn, phận mong manh trăng sao khỏi vượt vàng. Chỉ biết em muốn yên phận mà. Sao mà em ngây thơ quá, chuyện đời đâu có đơn giản như vậy. Chỉ nhìn mặt người hiền dữ khó phân minh lắm, em có biết không? Đủ rồi cô Nga ơi, tôi xin cô, sao hôm nay cô nói nhiều quá vậy? Chuyện không phải do cô trách nhiệm, bao biện làm gì gây rối rắm khó khăn. Cô dẹp cái trò mùi mẫn đó có được hay không? Thảo đi à, cô ngăn cản làm chi? Nếu biết điều cô hãy đi làm công việc khác đi. Nói gì vậy? Chị biết rồi, chị không có gây với ông ta nữa đâu. Nhưng chị không lòng nào nhìn thấy em đi. Biết chừng đâu là lần cuối cùng tôi nói cho cô biết nghe, cô mà còn nói ra nói vào thì đừng có trách tôi nghe chưa? Vậy hả? Cô nói gì vậy? Không hiểu gì hết trơn á, vậy coi. Cô nói gì? Nói gì? Cô nói ông đưa cô tới phòng của ông Hoàng Thọ đi. Bằng lòng được phải không? Gật đầu. Khỏe rồi, cảm ơn cô nhiều lắm nha. Tôi không ngờ cô lại là một cô gái đầy trách nhiệm và rất là can đảm. Cô có vẻ hiểu biết hơn là tôi tưởng nhiều. Đi theo tôi nhanh lên, đừng có ra dấu nữa, đi lẹ đi.
làm chi vậy? Tôi nói hoài mà không chịu nghe. Cứ để đó vài ngày tôi ghé qua một lần. Chuyện nhỏ vậy mà bà cũng tiếc với tôi sao bà? Ông không thấy cứ mỗi lần ông tới tôi là sau đó bao nhiêu thứ chuyện. Tôi mệt lắm rồi, chỉ muốn ngủ yên à. Tôi có khác chi đâu như người bộ hành mệt nhọc sau hàng trăm thôi dài đường đất. Thân đớn đau cộng với bụi đường, khao khát bóng cây xanh, một túp liều làm quán trọ dừng chân đời cô độc. Bà là tình yêu đầu đời của tôi, là giấc mơ lành tôi chưa bao giờ có được. Tôi chỉ yêu một lần thôi, từ buổi ban mai cho đến hoàng hôn chìm dần vào đêm tôi. Tóc rối bời mặt sương văng, nhưng ưu phiền mệt mỏi sẽ tự tan đi theo từng bước chân quang gánh phong trần. Nếu như bà đừng quá khắt khe, quên hết nỗi buồn riêng để cùng chung nhau một chuyến tàu đời. Đã rất nhiều lần tôi trách mình dại dột, sao không như mọi người tìm một niềm vui lạ. Lần tôi theo gia đình cưới một người ngoài xóm núi, là sợ mẹ tôi buồn muốn có cháu con cho nội bồng nội ấm. Người đó sinh cho tôi một cô con gái. Tôi biết đó là đứa con gái thật xinh. Cái miệng giống hệt cái miệng ông, nhờ có nó mà con Thảo có chỗ tựa nương. Sao mỗi trận đòn roi thân thể ra rời, con Nga của anh đã bắt gặp con Thảo đang nằm bất động, cổng nó về nhà ân cần. Bà đừng có tự đổ lỗi cho mình khiến tôi phải nao lòng. Đêm đêm về không lúc nào yên ổn. Đối với tôi bà mãi mãi là dòng suối ngọt lành, là bãi cỏ xanh hiền hậu. Tôi ao ước ngã lưng tâm mát trọn cuộc đời. Sau này tôi thường hay thức giấc nửa đêm mà mở mắt nhìn trời. Mỗi khi bị đánh thức những cơn mơ ngắn, tôi gặp bà nụ cười hiền ánh mắt dần ngây thơ. Định mệnh có phải là chỉ số đôi không, mà tính cách và hoàn cảnh là những biến thiên đại lượng. Tình yêu tôi dành cho bà không phải ly rượu mạnh, trở thành vị đắng miên cay còn
sót lại sao cùng. Con người thật tốt, nhưng con người cũng đầy khiếm khuyết, chưa bao giờ tạo được cho nhau những an lạc bình yên miên diện cho tâm hồn. Bởi trong cảnh huân riêng mình, có mấy ai là người không tính thiệt so hơn. Khi đối mặt với dòng đời đen trắng, ai cũng muốn nhận về mình những cơ hội tốt. Khi đã yêu, người ta thích được giữ làm của riêng. Sợ phải đổi dời, sợ dấu biệt tan thương. Đã cố là phải bên nhau mãi mãi cuộc đời. Người ta quên là cõi nhân sinh còn có sinh diệt linh. Tôi không phải là kẻ thích lấy phấn dạch trên mặt mình để chia cuộc đời thành niềm vui và nỗi khổ. Sớm hợp chia ly hay sang trọng nghèo hèn. Đúng vậy, tôi tìm thấy sự trung thực, công minh, nghĩa tình, nhân hậu trong hành xử của bà. Ba con Thảo đối với bà vô cùng tệ bạc, bà cam chịu giấu mình không một tiếng quan thang. Nhưng trời ơi, đôi mắt của bà có giấu được ai đâu, nó khác nào con chim bị tên ẩn mình trong hốc núi. Một chiếc lá rơi theo dấu chân cỏ dài cũng gợi tiếng hót bi thương nỗi kinh sợ bàng hoàng. Tôi tha thứ cho ba con Thảo chỉ vì tình yêu điên cuồng nồng nhiệt của anh dành cho tôi. Anh muốn trọn quyền sở hữu cuộc đời tôi. Trong lúc đời gió cùng mưa cạn, trận giông bão lúc trời đã trút xuống thân tôi. Nhưng mấy ai hiểu được hiểu được bà, nhất là sau khi má con Nga qua đời, khi nó vừa lên 2 tuổi. Người ta nói tôi có số thác thê, tôi buồn nhưng mà không ân hận, tôi tin anh lòng trời. Nếu mà bà còn sống đến ngày nay thì chắc cả hai đứa nhau vào ngõ cụt, cảnh khổ nào cũng đáng thương, cũng cần con người chia sẻ. Nhưng mà tôi chắc không có gì khủng khiếp cho bằng gần gũi một người mà trong dân tình yêu. Con người chỉ còn cho nhau thú tánh để rồi sau đó chán chường khinh bỉ ăn năn. Bà đối với tôi quan trọng biết bao nhiêu, dẫu thoáng mây trời mỏng manh trong sợi nắng, như suy đổ ra sóng, như thuyền tìm ra bến, cho đến muôn đời chẳng thể nào quên. Cái bẫy mà ông ba tu tự tay gài lấy đã vĩnh viễn giam ông trong bóng tối đời người. Ông về đi, trời sắp hoàng hôn, gió lạnh nhiều đâu đây có mùi biển sông. Nếu để mọi người đáp tên lòng tự trọng, ta chẳng còn gì để lại cho nhau. Về đi, tôi có cảm giác sự rình rập theo dõi quanh đây chưa bao giờ ngưng nghỉ. Tôi không muốn ông bị hại,
tình nghĩa của ông và con Nga sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời. Sau này nếu không có gì thì tôi nguyện vì lòng là thôi, bà đừng nói nữa. Bà nói nữa kẻo tôi không cất nổi bước chân. Vào đi. Cô là ai? Cô đến đây để làm gì? Giờ đây tôi không cần người dọn phòng. Tôi sẽ đi khỏi đây sau 5 phút. Cô nhìn xem, đây là một phòng của khách sạn hay là hang đá của người tiền sử? Cô không còn bộ đồ nào tươm đất nữa à? Thật không tưởng tượng nổi, không có một khách sạn hạng bét nào trên thế giới này lại là có người hầu phòng xinh xắn như cô mà. Thôi, tôi đã nói với cô tôi không cần đóng kịch với tôi. May mắn là tôi sắp được giải thoát khỏi khách sạn quái gở này. Tôi không thể quẳng cả triệu đô la cho những người dũng về không có ý thức về kinh doanh. Nè nè, cô lại đây. Lại đây, đây đây, cầm lấy đi. Đây là phần thưởng cho những con người đã hành hạ tôi suốt mấy ngày nay. Không phải giả đâu, 100 đô la đổi ra hơn 1 triệu đồng Việt Nam đấy. Cô không biết tiêu à? Tôi thừa biết một tháng lương của cô chưa chắc đã được 100 đô la. Vậy mà tại sao tôi cho cô, cô lại tỉnh bơ vậy? Cô kia, cô làm ơn ngẩng đầu lên cho tôi nhìn tan mặt. Nơi khách sạn miền núi Quạnh Hiu làm sao có được cô gái này? Cái nơi lạ lùng quái gở khó ưa lại xuất hiện một bông hoa tuyệt diệu. Nè em có phải là... Thôi thôi đừng quét dọn nữa, hãy ngồi xuống đây cho tôi được ngắm nhìn em. Hay là em biết em cấm em ngọng, tại sao tôi nói gì em cũng lặng im, cứ lo quét dọn hoài? Tôi đã nói cô không cần quét dọn nữa. Trời đất ơi, cô đừng có lặng im như vậy. Hoặc là cô đi đi, đi ra khỏi phòng tôi. Nếu không tôi đập cô bây giờ. Đi đi, đi. Đồ quái gở. Trời ơi, Chúa ơi, cô muốn tôi nổi điên hay sao? Cô tưởng tôi không đủ sức quăng cô ra cửa à? Các người điên hết rồi, điên hết rồi. Ủa, sao lặng im như nhà mồ vậy? Chết hết rồi phải không? Chết hết rồi phải không? Hay là cô câm? Cô là một con ghế câm à? Vậy tại sao cô... Alo, các ông muốn gì ở tôi? Trời ơi, các ông hành hạ tôi suốt mấy ngày nay, giờ các ông lại đưa một cô ghế đau thần kinh lên phòng tôi nữa. Chưa có một cái khách sạn trang trọng nào trên thế giới này lại đối xử với khách như vậy. Tôi không phải là một thằng ngu thì quyết định hợp tác với các ông, nhưng mà cho đến giờ này tôi khó lòng bình tĩnh mà nghe các ông thở dắt than dài, cũng chẳng hơi sức nào nói chuyện cảm thông. Tự tay tôi sẽ xé nát bản hợp đồng. Ông muốn thế nào chúng tôi cũng phải chịu, nhưng xin ông chỉ lần cuối cùng này chịu khó nghe chúng tôi hơn thiệt giải bài. Tôi đã nói rồi, không còn gì nữa giữa các ông và tôi.
Mama. Không phải tôi, hãy tha thứ cho tôi. Làm cho cô đau mà tại sao cô không bỏ chạy? Có phải vì lòng thương hại dành cho một con thú hoang sụp bầy xa hầm, vẫn chiến đấu đến giờ phút cuối cùng để trở về với bầy đàn? Cảm ơn cô đã ban cho tôi tình thương, trao tặng dòng suối nguồn thiêng liêng nhân ái, gọi từ tâm trong quang mạc của hung tàn. Bao năm trôi qua tôi vẫn không sao đè nén nỗi tình. Đôi mắt người đàn bà mãi soi thâu tim tôi, tiếng la hét thất thần trộn lẫn tiếng cười giả mang khát thèm thú tinh, đã thức tỉnh trong tôi lương tâm quan giá, hình ảnh giọt nước mắt nồng cay còn đẫm máu khô trên khóe môi hồng. Ủa, cô không câm mà tại sao nãy giờ cô không nói? Người đàn bà ông đang nói tới có liên quan gì đến tôi, đến tiếng còi tàu đi qua thôn vắng mà ông đang bình thường? Bỗng ông nổi cơn điên trầm mình trong quán, tưởng lòng lộn như thú gầm trong cuối sắc. Cá phàm nhân dòng suối trong veo tươi mát ngọt ngào. Từ đây lòng tôi chất men ngọc tuôn trào. Cô là ai? Dường như khoảng phất hình ảnh người đàn bà mà tôi đã bắt gặp trong mơ. Có sự thế nào giữa bà ấy với cô? Cử chỉ nhẹ nhàng dáng người thanh nhã, mà hơn một lần giữa hai bờ sống chết tôi đã nắm cờ đôi tay trong tiếng tét hải. Đôi mắt ông chìm sâu u uất. Người đàn bà đó có phải là người yêu đã mất của ông chăng? Ông nói rằng bà ấy giống tôi à? Đúng. Mà không hiểu sao khi tôi nhìn thấy cô là hình ảnh bà ấy lại hiện về rõ ràng từ quá khứ, để dục tôi mãi đi tìm dấu tích của ngày xưa.
bên vách núi. Người con gái bơ vờ yếu đuối mong manh, nằm bất động lạc loài trên cỏ gầy vết máu, gợi cho lòng tôi nỗi xót thương dằn dặt. Tôi liên tưởng thành anh Chúa vì muốn cứu vớt tội tình của nhân loại mà phải chịu đóng đinh trên thập tự muôn đời. Trước mặt cô ta bọn tu dữ nhe lên trên trời cao mây đen trùm phủ. Tiếng còi đêm xe rừng tàu âm tinh rờn rợn, giây phút kinh hoàng chuyện xảy ra lâu lắm rồi mà sao ông... Đúng vậy, lúc đó tôi còn trẻ, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, nông nổi khờ khạo, ước muốn vu vơ khao khát với tiền, rủ nhau gây sự phá xóm phá làng. Dù muốn tận chân biết thế nào là đàn bà, vừa muốn thích dài dò cho thỏa mãn tính trẻ con, và như thế hậu quả ăn năn rai rứt kiếm tìm. Thì ra ông, ông đã từng là một trong những thành viên dẫn đường đưa lối cho bọn quỷ sống phá làng hại nước à. Giờ trò cứ bóc hàm hiếp gái tờ, rồi quỷ diệt nạn nhân để tránh thoát tội tù. Không đến nỗi như vậy, nhưng có khác gì đâu, cũng có đứa còn lại chút lương tâm, chợt biết dừng tay giữa giờ quan hệ. Vậy đâu có gì ông tự dài dò bản thân, bức xe đập tung cào cấu điên cuồng. Có lẽ xuất phát từ lòng hối hận không vui, khi nhìn cô ta bị quỷ dữ đã đài, mà chẳng làm được gì trước thảm cảnh quan khiên. Tôi cố gắng để có thể hiểu đầu đuôi câu chuyện bi thảm của ông, nhưng chắc cũng khó mà. Tôi xin phép ông tôi đi ra ngoài một chút. Không, cô, xin cô đừng đi, đừng bỏ tôi một mình. Chưa bao giờ tôi cảm thấy lạnh lùng trơ trọi, sợ hãi cả cây bông của tôi. Sợ nỗi quan kiên đeo đuổi cả một đời, tội của ai gây mà lương tâm tôi đau đớn rã rời. Tôi trở về đây là để tìm giữa quan dân đổi một hơi âm thân quen. Đừng đi, đừng bỏ tôi một mình. Tôi van em, tôi van em. Vâng, tôi sẽ ở lại đây và kể cho ông nghe chuyện cổ tích giữa đời thường của đứa con gái bất hạnh điêu linh. Lớn lên từ xóm núi quạnh nhiêu, của sẻo đất miền trũng khô cằn xoay, đời bao nhiêu trớ trêu mà đêm dài sâu. Khao khát một vì sao xa dần lối đưa đường. Dần mãi là
làm sao những gì em kể. Nỗi thống khổ trên đời đều nặng nề ám đạm như nhau. Tôi và em có khác chi như hai sinh vật vô hồn. Tìm gặp giữa cô đơn nơi hành tinh lạ của đất trời. Sống chung ở thế gian nhưng lòng riêng triệu ngàn đau thương. Từ quá khứ xa vời mà chúng mình không biết cách gọi tên. Đất địa quan chị sợ lão ta giết chết em nên xông đại vào đó. Đi ra. Ai cho cô vào phòng tôi mà không gõ cửa hả? Tại tôi sợ ông giết nó rồi sao? Đi ngay. Dạ, chị Nga là bạn của em. Dạ thưa ông Hoàng Thọ, tôi thành thật xin lỗi. Tôi đã tìm được cho ông một người phục vụ giỏi nè, hy vọng ông vừa ý chứ. Xin mời tất cả rời khỏi nơi đây để cho tôi được yên. Các cô có nghe ông Hoàng Thọ nói gì không? Các cô đi khỏi ngay đây mau lên. Ai có quyền quyết định ở đây? Phòng này tôi mướn, tôi trả tiền, nó thuộc quyền sở hữu của tôi. Chỉ có tôi mới là người ra lệnh, ông biết chưa? Tôi không hiểu. Ông định nói là... Cô kia ở lại. Cô Thảo hả? Tôi có nghe lầm không? Cô Thảo, cổ là cô gái... Có phải ông muốn nói Thảo là cô gái nhà quê? Chẳng biết nói năng lại ngu ngơ dại dột, không xứng đáng với tôi một tỷ phú từ Mỹ về đây. Dạ, dạ thưa ông, sự thật nó là như vậy. Nhưng ý của tôi muốn cô Thảo ở lại đây cho đến sáng mai. Ông hãy tính sòng phẳng xem tôi phải trả bao nhiêu. Dạ không sao đâu, với ông mà người lịch sự lại ở xứ sở văn minh. Ông giám đốc, tôi xin ông đừng vì ham lợi mà buộc Thảo ở lại đây. Cô có im miệng được không? Dạ thưa ông, ý của ông là ý của Thượng Đế. Tất cả nhân viên trong khách sạn này, kể cả tôi nữa, tôi cũng sẵn sàng làm bất cứ việc gì để cho ông vừa lòng. Cảm ơn. Hãy đem đến cho tôi chai rượu đặc biệt và những món hải sản ngon nhất. Còn nữa, cô Thảo là khách quý của tôi,
có mặt tôi hay không, bất cứ lúc nào cô ấy đến đây, cô phải được tiếp đón như một bà hoàng. Tôi sẽ trả tất cả chi tiêu của cô ấy. Mong rằng các người không làm cho tôi thất vọng chứ. Vâng ạ, tuân lệnh thượng đế. Rồi, thằng cha này có vấn đề rồi. Chả điên quá điên rồi. Ôi, mà kệ anh chả, hơi đâu bận tâm. Thời buổi này miễn có tiền là được rồi. Mẹ. Còn cô Nga nữa, tôi thấy cô không nên quá quan tâm đến con Thảo. Cỡ như vậy mà chớp được tay tỷ phú tâm thần là đúng số nó rồi. Ông bà mình nói không bao giờ sai mà. Đúng là nồi nào úp dung nấy. Còn nữa, câu này mới hay nè. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, phải không cô? Ông giám đốc, trước đây tôi quý mến ông bao nhiêu thì bây giờ tôi thất vọng về ông bấy nhiêu. Gì nữa đây, cô muốn nói cái gì? Chẳng lẽ đồng tiền có sức mạnh vạn năng, biến một người đàng hoàng tư cách thành một kẻ tính toán mưu mô lọc lừa cơ hội? Nè, tôi biết cô nói vậy là quá đáng lắm không? Làm ơn chỉ cho tôi một người nào đó dám nói một cách trung thực là tôi chẳng tham tiền. Cái tiền lương thiện kiếm ra từ công lao khó nhọc của mình hoàn toàn khác với quan điểm tính toán quyền phép móc tiền từ tay người trút đầy ắp sang túi mình. Cần tiền nó khác với ham tiền. Thôi, đây không phải là lúc tranh luận chuyện ham tiền hay là cần tiền. Xin lỗi cô nghe, lúc khác đi. Chẳng lẽ từ lâu ta đã nhìn lầm người? Biết đâu được, khi đặt lòng tin ở một ai, con người ta thường mù quáng. Nhưng không sao, mình còn có thời gian quay lại. Đúng, chưa muộn. Người cân đâm rượt, ly nào sầu muộn, ly nào nắng, ly nào mưa, ly nào chở tình đời ấm lạnh. À, bà bệnh, tôi biết chứ, bà bệnh gì? Bà tương tư cái thằng giám đốc nông trường yêu quý của bà chứ gì? Không, bà đừng hy vọng. Nó sẽ không bao giờ biết bà bệnh để bà tới thăm. Mà nó có tới tôi cũng chặn nó tại đây với cái cây gài cửa này. Nó chỉ có thể gặp bà khi bước qua cái xác của tôi. Nhưng mà tôi thì còn sống lâu lắm, sống để coi đời đổi trắng thay đen, chuyển nắng ra mưa nương dâu thành biển cả. Thời gian là vô cùng, mà cuộc đời thì hãn hữu. Từng giọt rượu buồn rơi sao giống như những dòng nước mắt. Trời ơi, ai có muốn sai đâu nào, bởi càng sai nỗi buồn càng nặng trĩu. Tháng năm như thành quách điêu tàn, em trong đèn rồi thức trắng thâu đêm. Ngủ đi tôi ngồi cánh cho bà giấc ngủ ngàn thu. Hãy ngủ đi cho đầy giấc cô sầu, cái chết sẽ làm cho bà vĩnh viễn thuộc về tôi. Bao nhiêu năm bà làm cho tôi si mê quay cuồng
điên dại. Trong khi bà dành trái tim trong trắng, dành thể xác yêu kiều khốn kiếp cho thằng Nguyễn Văn Danh. Danh ơi, tao căm thù mày. Tôi biết chứ, tôi biết bà bệnh, bà sắp chết. Tôi đau lắm, tôi xót lắm. Nhưng tôi không cứu bà, cũng không cho thằng nào tới cứu bà. Bởi vì chỉ khi bà nhắm mắt, bà mới là của tôi mới tin được bà. Sương ơi, anh yêu em, tôi yêu bà. Cái gì cũng được, hay bà cứ khóc đi cho vơi nhẹ phần nào. Bà ngồi im, tôi lo lắm. Có những nỗi khổ mà chẳng còn đau, và cũng có những nỗi buồn nhưng không còn nước mắt. Đừng nghe, tôi như người vừa vượt qua cơn thác dữ mà tử thần chẳng biết gọi tên. Giây phút này có ông ở cạnh bên, vậy là trời đất còn thương tưởng tôi nhiều lắm. Tôi còn muốn gì hơn nữa? Bà Sương ơi, bà đẹp lắm. Đêm nay trăng trên trời thật đẹp, tình dưới đất thật xuân, biển sông xô dịu ngọt lời. Tình là tình trăm năm, ghi khắc trong tâm, thương nhớ thầm giờ gần. Từng lô sóng chiều dân, sóng nối liền trùng dương với bờ, như nguyên ngàn thu vấn giờ.
người thương còn đó, đừng vội bỏ ra đi, cho lòng anh trong vắng niềm tin quay quắt chuyện xung dây. Mày à, mày dám nói mày yêu Sương hả? Đồ ti tiện, đồ bất nhân hèn nhát, thằng ích kỷ. Mày chưa bao giờ biết được thế nào là tình yêu và hạnh phúc. Nếu là tình yêu thì mày chỉ biết có yêu mày. Cả cuộc đời Sương là đớn đau. Sống của người đàn bà đang nằm đó, chắc đêm này mày không còn cơ hội nào lớn lối của quyền tao. Thôi cái sự đời nó thật trơn tru, cái thành dứt dở lên mặt dạy đợi người bất ngờ. Ê, tao mốc sinh mà mày biểu tao mua nón đội, chuyện ra đời như mặt trời mọc ngược ở dưới. Tao với mày, tao chăm sóc cho Sương. Mày nói nghe ngon quá. Mày có biết tao đạp đất đổi xương, đứng tại đây làm tên ghét tộc thần đằng xuống trần để nắng đất đem về, chỉ để ngăn không cho mày với Sương gặp mặt. Mày lấy quyền gì để đuổi tao đi? Buồn cười thay cái thằng thích nói năng ngược ngạo, lấy đuôi làm đầu, lấy lưng làm mặt. Chuyện cấp thiết bây giờ là sức khỏe của Sương. Mày nói yêu Sương mà sao cứ làm tình làm tội? Người ta chăm sóc bà ấy thì mày ghét ghen ganh tị. Mày nín đi, thằng nát rượu như tao uống hoài mình liếu lưỡi được rồi. Mày cứ ở đó mà lo lắng cho Sương, nhưng đừng tưởng tao tha cho cái tội giật vỡ của mày. Chuyện cũ xì nhưng dở lại vẫn tinh khôi. Vẫn tinh khôi, vẫn tinh khôi. Tao đi đây. Tất nhiên tao sẽ không đi luôn. Tao sẽ nó vẫn tinh khôi mà. Nó vẫn tinh khôi. Em tỉnh chưa Sương? Nếu có tỉnh thì cũng đừng mở mắt, cứ nằm im cho tôi nhớ, tôi thương nghe không? Đêm nay giấc mơ sau mấy chục năm dài, tôi được một lần chăm sóc thương yêu dỗ về em, ru em vào giấc ngủ. Ai tin ai
chỉ không đầy một năm nữa thôi, khách sạn chúng ta sẽ nổi tiếng cả nước. Đây sẽ là một khu du lịch liên hoàn với những villa cao cấp, sân golf, sân tennis, vườn hoa, không qua nhạc nữa. Đặc biệt tôi sẽ cho thiết kế những bar rượu theo nhiều phong cách khác nhau trên thế giới. Thành phố này sẽ là một thành phố du lịch, mà dân du lịch thì thường khi thích rượu ngon gái đẹp, cũng như thú vui săn tìm đặc biệt, những khám phá cây cỏ vẫn dơ, phong cảnh thiên nhiên tranh tượng đồ cổ, họ leo núi quặng quai đi thuyền, nghệ thuật làm cho khách được thích thú, khiến họ tốn tiền mà lòng vui sướng, chính đang là thành công của chúng mình. Nhưng hình như ông Hoàng Thọ chưa chịu ký hợp đồng liên doanh. Ngược lại, nhiều lúc tôi không sao hiểu được con người của ông ta. Một con cáo già trên đường đời và kinh doanh, nhưng mà cũng hết sức là trẻ con kỳ quặc. Sau khi gặp con Thảo, hình như ông ta đã thay đổi nhiều. Lâu nay cũng không thấy ông ta lên cơn như trước nữa. Biết đâu chừng... Em có linh tính, ông ta rất thích con Thảo. Ông ta chỉ cho một mình nó là người duy nhất vào bên trong dọn phòng. Như vậy đâu phải ông ta ghét đàn bà. Lạ lắm, những cô gái trẻ đẹp gần như không để lại một chút ấn tượng nào trong mắt ông ta. Tôi có nhiều thông tin về những thú ăn chơi quái gở ngông cuồng của những tay tỷ phú ở nhiều nước trên thế giới. Đó là cái bệnh điên của những kẻ có quá nhiều tiền. Nhưng mà thầy kệ ông ta, đó là chuyện cá nhân của ông ta, chúng ta cần gì tham dự. Đã có được trong tay một hợp đồng rất có lợi cho phía mình thì chiều ông ta một chút cũng là chuyện có đi có lại mà thôi. Ai như con Thảo, mấy ngày nay nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn làm sao á. Em sợ gần Hoàng Thọ nó cũng mát chay như ông ta thì khổ. Chào cô Thảo, chúc mừng cô trong vai trò mới. Cô chính là vị cứu tinh của khách sạn. Cô đã dọn lên phòng mới chưa? Bắt đầu từ tháng này cô sẽ hưởng mức lương ngang với các trưởng phòng. Cô chỉ có nhiệm vụ bằng mọi cách phải cầm chân ông Hoàng Thọ. Cô cố gắng chu toàn công việc nhé cô Thảo. Nhìn kỹ tôi thấy cô đâu có vẻ ngớ ngẩn như nhiều người thường nói. Cô cũng biết kiếm tiền lắm chứ. Mới sáng sớm chưa thấy mặt trời mà em đã ra đi, hóa ra là để hái hoa tặng chàng. Ông ấy không thích hoa cúc hoa lan, ông dặn em hái hoa dại nơi gian rừng. Trời ơi đẹp làm sao sợ dây chuyền nữa nghe. Cái này của ông Hoàng Thọ cho em đó. Nói thật đi, ông ta đã làm gì? Không, ông ấy chưa từng làm gì hết. Nè, đơn vị mà em cũng dâu nữa sao? Nói thật mà, ông Thọ tốt lắm chị Nga ơi. Chẳng lẽ gần ông em cũng điên thật rồi. Nè, ông ta có cả trăm người vợ, em đừng quá tin mà hối không kịp đó. Thảo, em có nhớ em là ai không? Dạ nhớ chứ. Chị cũng không biết phải làm gì, nhưng chị sợ cho em. Hay là em đừng có tới căn phòng đó nữa, để chứng tỏ em không phải là gái dại khờ. Đừng vì đồng tiền cho lão má sư nhà em mà rồi đây gánh chịu hậu quả khôn lường. Chị Nga ơi, không phải như chị tưởng tượng. Ông Hoàng Thọ là người tốt bụng vô cùng. Chẳng lẽ em đã quên thân phận bọt bèo của đứa con gái nghèo nàn nơi xóm núi chân quê? Làm sao quên được tình cảnh bất hạnh, suốt kiếp đớn đau cay nghiệt phũ phàng. Vậy em đừng khăng khăng làm theo ý của mình, mà phải dè chừng có trước trong sau. Trả lời chị đi, đối với Hoàng Thọ em sợ hay thích? Em không biết nữa, chỉ thấy vắng ông là em buồn. Vậy tức là em có tình cảm với người ta. Trời ơi, chẳng lẽ ông già kia lại cho em uống bùa, quyến rũ em bằng bạc tiền, bằng men rượu, coi chừng phá hại đời em xong hắn dứt em ra đường á. Đừng để họ đánh giá mình là kẻ ham tiền. Em dặn lòng, nghèo chứ
chuyện trong đời chị không hiểu được. Nhưng thôi, xin phép chị, em ra đây có chút việc. Thảo ơi, chị chỉ sợ hoàng cỏ xem em như cây kiểu. Như những đóa hoa lạ trong rừng thoáng chốc để mua vui. Ồ, chào cô Nga, ông Tân, gặp cả hai người. Sao, có chuyện gì mà trong mặt cô Nga quá khẩn trương vậy? Dạ, mấy hôm nay sức khỏe ông thế nào rồi? Ổn thôi. Ông có yêu cầu gì? Không, mọi việc bình thường, xin cảm ơn ông. À, ông Hoàng Thọ à, kế hoạch liên doanh của chúng ta sau khi được cấp giấy phép sẽ triển khai giai đoạn 2 theo gợi ý của các chuyên viên văn phòng kiến trúc sư. Ông Tân, tôi không muốn nói chuyện làm ăn trong lúc này. Tôi chờ mãi sao không thấy cô Thảo đến dọn phòng vậy? À, cô mới ở đây à, có lẽ cô ra biển rồi đó. Ông Hoàng Thọ, tôi có một đề nghị với ông. Nếu không phải chuyện làm ăn, ý tôi muốn nói khách sạn sẽ cử người khác đến phục vụ phòng cho ông. Cô Nga, không được, tôi không đồng ý. Tôi muốn cô Thảo chứ không chịu bất kỳ ai khác. Cô nghe rõ chưa? Nhưng cô Thảo, cô ấy là một cô gái có bệnh. Đó là cô nói hay cô Thảo nói? Tôi muốn gặp riêng cô Thảo. Nhưng thưa ông, ở đây cô với ông Tân ai là giám đốc? Xin ông đừng giận, cô Nga là trợ lý của tôi. Trợ lý à? Trợ lý mà dạy giám đốc làm việc à? Hơn nữa, tôi không thích bất cứ người nào ra lệnh cho tôi. Nhưng Thảo nó là bạn tôi, nó không phải là trò chơi của ông. Tôi xin lỗi, xin lỗi được ngắt lời cô. Cô không những đẹp mà còn duyên dáng, nhưng tôi không thích cô. Còn nói đến trò chơi thì cô yên tâm, tôi có nhiều trò chơi hấp dẫn hơn Thảo gấp trăm lần. Cô có ghen tị với Thảo không? Ông im đi. Ông đừng tưởng có tiền là làm gì cũng được. Con gái ở đây không như ông nghĩ đâu. Cô biết tôi nghĩ như thế nào về con người ở đây mà cô dám nói hồ đồ với khách như vậy. Xin lỗi cô Nga, tôi dư biết vì cô thương Thảo mà cô nóng giận mất bình tĩnh, cư xử với tôi quá đáng. Dù sao thì... Cô Nga, tôi ra lệnh cho cô quay về khách sạn. Dù tôi có bị đuổi việc, tôi cũng phải đưa Thảo về nhà. Tôi không thể để nó rơi vào cạm bẫy của đồng tiền. Ông Tân à, ông nên biết là tôi không hề có ý xúc phạm đến các cô ở đây, nhưng tôi cũng không muốn họ nghĩ xấu về tôi. Dạ tôi hiểu, xin ông bình tâm. Cô Nga rời khỏi nơi đây, trưa mai gặp ở khách sạn chúng ta sẽ làm gì? Tôi không về một mình mà phải đưa Thảo về cùng. Ai cũng biết Thảo nó là bạn tôi, từ thuở còn tắm mưa, cùng nắng sương, cùng sáng sẻ cùng vui. Giờ bạn tôi gặp nạn làm sao tôi bỏ được? Tôi đã nói rõ rồi, tôi giải quyết cái chuyện này. Cô có còn coi tôi là giám đốc của cô nữa không hả? Tôi xin hứa cô hãy an tâm mà rời khỏi nơi đây, là tôi sẽ không ăn thịt bạn của đâu. Làm sao tôi quên được một người xa lạ, đến chốn quê mùa, mua tất cả bằng tiền. Thôi xin lỗi hai người, tôi phải đi, tôi đi tìm cô Thảo. Ông Hoàng Thọ, ông Hoàng Thọ. Trời ơi, em cần phải lắng nghe những lời nói chân thành của chị. Về đi em, chẳng thà đói cạp đất mà ăn chứ đừng để ô danh vì đồng tiền nhơ nhớp. Để rồi hủy hoại thân danh ôm buồn đau tròn kiếp, không dám trở về thăm lại làng quê nơi chôn nhau cắt súng từ lệ mặn. Người yêu biến nhiều nhưng mấy ai hiểu
sông sâu. Từ bao giờ đã dứt những cơn đau cho cô gái ngày xưa, đừng gần xa nguồn cội. Về đi em để cùng rủ nhau mơ hội làng quê, lung linh sắc nắng vỗ về thân em. Thảo à, em phải theo chị về. Chẳng thà khổ nghèo nhưng đừng chịu nhục. Thảo ơi, chị nhất định phải cứu em ra khỏi nơi này. Cô Nga, đây không phải là chuyện của cô. Tôi bắt buộc phải làm động tác mạnh với cô đó. Đi, buông tôi ra. Thảo, em điên rồi, em điên rồi. Thảo ơi, buông tôi ra. Con người đôi khi năng động trên mức bình thường, nhất là những lúc họ tin rằng không có họ, trái đất sẽ nổ tung, nhân loại sẽ chết hết. Thảo, em hãy nhìn tôi đi. Tôi nè, em đừng buồn, đừng nghĩ vấn vờ. Trời đất này dù mãi mãi đổi thay, riêng lòng tôi vẫn quý trọng em hoài. Tôi không dám nói rằng mình yêu vì sợ mình lầm lạc, làm khổ em cả đời trong si mê cuồng nhiệt. Em nên biết đi qua cuộc đời tôi, có biết bao nhiêu là đàn bà. Riêng em cả buổi sáng này, tôi đợi chờ sao xuyến, mong gặp lại những cánh hoa rừng em hái tặng tôi mỗi lần em đến. Em đã giải thoát cho tôi qua cơn mê cuồng từ lâu ám ảnh. Sự lừa dối tin mà sự tàn bạo của tôi đi hoàng. Tôi sợ những người đã đến và đã đi, họ ghen tương ích kỷ hận thù như bầy sói lang sục sạo trong rừng rậm, rình rập con mồi giữa đêm dài u tịch, để rồi xe xác chẳng tiếc chẳng thương, còn tôi ngờ xa bảy ban chiều. Tôi căm ghét những lời nồng nàn và những lời yêu thương giả dối, như đau kim lạnh lùng trên chiếc giường qua trong căn phòng lộng lẫy. Trong khi em lặng im mắt nhìn xa xôi quang vắng, như không cần biết đến chuyện ngày mai, ai mất ai còn trong cuộc chiến lợi danh. Tôi không bao giờ làm hại em đâu. Trái lại, tôi còn phải cảm ơn em nữa kìa. Em đã giải thoát cho tôi khỏi nỗi ám ảnh trong quá khứ, và em không giống những người đàn bà mà tôi đã gặp trước đây. Vì họ, Thảo, Thảo, em sao vậy? Thảo, Thảo, Thảo ơi, em đừng chết. Anh cần có em, Thảo, Thảo. Anh sẽ đưa em về, anh sẽ đưa em về phòng. Thảo, 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 em không cần nói gì hết. Thảo ơi, anh tin rằng anh hiểu được ước muốn của em. Anh sẽ chiều em, anh nhất định không làm điều gì khiến em buồn khổ. Thảo, hãy nín đi em. Thảo ơi, từ nay em sẽ có tất cả.
Thảo ơi, trời đất còn thương tưởng tới anh. Ôi, tôi cảm ơn cha mẹ, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn đất trời đã cho tôi có Thảo. Thảo ơi, anh sẽ là của em mãi mãi. Thảo. Vẫn vậy, hung hãn, quay cuồng, hời hợt, nông nổi, nhất định sống cuộc đời tù ngục bên cạnh các võ trai. À bà, bà còn về đây làm cái gì nữa? Muốn xem tôi chết chưa phải không? Cái giang sơn riêng biệt dùng để tiếp thằng danh của bà đâu? Cái nhà sau cạnh dốc núi của bà dành để tiếp cái thằng giám đốc nông trường đốn mạc. À, đây với đó có bao xa mà đối với tôi muôn trùng dịu dời. Tôi cấm không cho bà gặp con Thảo từ lúc nó lên ba. Tôi cấm bà cho nó bố. Tôi trói tay bà, tôi quăng con Thảo ra ngoài sân cho nó khát sữa, cho kiến cắn để trả thù bà đã phản bội tôi. Bà lén lúc hãy tin với thằng khốn nạn. Bà nhìn cái gì? Quán hận à? Giết tôi được chắc bà đã làm rồi phải không? Tại sao bà không làm? Nếu bà phản ứng như vậy thì tôi còn đỡ khổ hơn là phải kéo lê kiếp sống mỏi mòn nhục nhã này. Đi đi. Sao không đi cho mất xác đi? Trời ơi, bà còn trở về để làm chi nữa? Tôi kinh sợ cái ánh mắt lạnh của bà mỗi khi nhìn tôi. Bà tàn nhẫn lắm. Bà không yêu ai hết. Bà có mặt ở trần gian này chỉ để làm tình làm tội tôi thôi. Có phải vậy không? Có phải vậy không? Trời ơi, tôi tưởng thời gian qua ông đã thôi đài sách hành hạ con Thảo. Tôi tưởng ông đã ăn năn, đã hối lỗi, đã thay đổi phần nào. Chẳng ngờ thay đổi. Chừng nào cái thằng danh, cái ông giám đốc nông trường của bà chết mất xác thì quả mai tôi mới dơi mối hận, bà biết không? Thằng danh, thằng chó ma khốn nạn, nó đã cướp đi người vợ, nào có biết đâu gây khổ cho người nào. Kèm tức sốt sang cay đắng một đời, ước gì tôi giết nó đi tôi mới hả dạ vừa lòng. Chỉ vì bà một mực cản nhằn, bà yêu thằng danh, bà vui cha, bà hẹn hò ngay cả trong mơ. Trời hỡi sao tôi chưa chết đi.
Tôi không chết vì cái thằng lấy vợ, tôi phải chết, phải chết. Cái điệp khúc chán chường vô nghĩa của ông đến bao giờ mới kết thúc? Tôi đã nói là Danh không có lỗi gì với ông, còn tôi... Còn bà thì sao? Danh, Danh, tiếng kêu của bà dành cho cái thằng khốn đó vẫn êm đềm nhỏ nhẹ. Không phải bà trở về để làm cho tôi điên lên, đi tìm giết người đó sao? Bà vẫn vậy thì làm sao tôi có thể thay đổi? Bà binh nó, bà miệt thị tôi, bà mở miệng ra là binh nó chầm chập, bà cũng khốn nạn như nó. Nếu như ngày ấy bà đừng lấy tôi. Phải, nếu như ngày đó người nhớ cái xác lạnh công của tôi bị ném từ lòng suối sâu chảy vòng vèo quá khe hẹp, không phải là ông, thì chắc chắn, thì chắc chắn không một ai trong chúng ta nhận lãnh vai trò bất hạnh trong bi kịch thương đau trải mấy chục năm dài. Dằn vặt ghen tuông hành hạ nhau ngày lại qua ngày, chung vui bao năm càng gần càng xa lạ, mưa ngập gót sầu mưa thấm mất bầm chán, thuyền nhỏ mong manh nẻo về mòn mỏi hát cát với chân người hỏi trời ai làm tình làm tôi, biển trước mặt núi sao lưng trời trời mô kiếp người. Tôi biết tôi sai nhưng tôi không làm sao chịu nổi. Khi nhìn dáng bà ngồi ngóng đợi, nếu ông trời còn chó sống có lâu nay, sao không nói được với nhau lời cảm thông tha thứ cho ngài ra đi thanh thản tâm hồn. Đêm xuống chiều dâng nhật nguyệt đôi vai rờn rợn kiếp người, cái chết đối với tôi là nguồn giải thoát, chỉ sợ sống dai dẳng trong đời mà làm đau khổ người thân. Ông cấm đường ngõ ngõ làm nhốt làm nhằn, đánh đập đuổi xô tôi chưa hả dạ, còn trút hết nỗi căm hờn lên đứa trẻ ngây thơ. Con Thảo vì tôi mà bị đòn roi, ông bắt con không cho về bên mẹ, ông ác lắm ông ơi, làm cha mà đối xử với con vô cùng ghẻ lạnh. Trên nông nỗi này mà bà đổ thừa để mong chạy tội, cho đến giờ này bà vẫn giả ta với tôi. Con Thảo không phải là con tôi mà chính là đứa con ra đời trong tội lỗi. Bà lén lúc ăn nằm chung chạ với thằng Danh. Sự ghen hờn đã làm cho ông mù quáng, tôi có nói cái gì ông cũng chẳng tin. Đúng, đúng là ngày ấy chúng tôi yêu nhau, nhưng không có gì ngoài một cái nắm tay, không còn gì ngoài cái hôn dối vàng thơ dài. Từ khi về ở với ông hay có đất trời, tôi chưa hề làm điều gì sai trái. Lời thề không thể thay thế được cái hôn thơ dại, cái nắm tay dỗi vàng. Thôi đi, tôi về đây không phải đi ngồi nghe ông hậm hực oán hờn nhắc chuyện xưa tích cũ. Cả chục năm dài đằng đẵng, tôi với ông không có lấy một ngày hạnh phúc, gánh nặng quằn vai, chẳng lẽ ông muốn mang theo về bên kia thế giới?
Tôi về đây lần này là để... Bà muốn chia mảnh vườn và hơn 2 mẫu ruộng. Không, tôi không cần những thứ đó. Vậy cho bà muốn gì? Con Thảo đâu? Bà muốn dẫn nó theo bà phải không? Đúng rồi, bà nên mang nó đi. Ngày đó nếu tôi không quá sợ ông thì tôi đã đưa con tôi đi rồi. Nghĩ lại, tôi thấy mình vừa hèn mà vừa nhu nhược nữa. Bà còn thương nó thật à? Con tôi đâu? Đi rồi. Đi đâu? Ngoài đập đá. Tôi đi tìm con tôi. Hiểu được con. Thỉnh thoảng người ta vẫn gọi con là con Cấm. Mẹ nghe mà lòng chua xót ghê. Đứa con mẹ cất thai giữa giờ sinh tử. Vì sự ích kỷ của cha con mà mẹ con mình chia cách bao năm. Thơ mẹ còn son, những đứa con trai quanh xóm núi nghèo theo đuôi si mê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thần bị tròn xôi. Bao cát mưa xa, thần xa tiếng bầm. Chị Nga con mắt danh cùng bà con lo thắng. Ông nghĩa của cơ đời, biết đến bao giờ đàn con giả điếc giả câm lầm lũi nhận chịu cảnh khôn cùng đòn xoay ác. Chỉ vì câu ác ru con muôn đời truyền lại công cha như non thế. Con nghĩa mẹ như nước nguồn trong trái triền miên dời dời sông dài. Người ta nói với con, ai có mặt ở trần gian cũng phải theo số phận an bài. Con muốn sống cuộc sống bình đẳng, nhưng đời cứ đầy khó đến tận cùng những cái đắng ngậm ngùi. Ngày còn nhỏ, con không hiểu, con giận mẹ, con ghét mẹ, con trách mẹ quá hững hờ vô tình bỏ lại. Số phận sắp đặt, tình cảnh quán nghiệp trớ trêu lỡ làm khúc đẹp. Muốn con người ta phải nhận chịu cánh sầu thương tuổi buồn lý cách. Mẹ xa con, vợ phải chồng. Kẻ có chút từ làm sao tránh khỏi cảnh đau lòng. Ơn cứu tử của cha con mẹ chưa trả được, ông lại gây cho mẹ nỗi oan hờn khắc đẫm tử đáy tim. Sống bên ông không có một giây phút bình yên, giữa hai cuộc đời hình như mang mối thù truyền kiếp. Bao nhiêu trận roi đòn rẽ khinh miệt thì không làm mẹ khiếp sợ, bằng cái việc trói tay chân mẹ lại nhìn nhìn con đôi khúc khác xa. Lúc vú mẹ căng dòng sữa ngọt ngào xuống sát lòng nao đứt chờ con. Mẹ, mẹ ơi, nhờ có con của con ngày nay mà con hiểu được lòng cha mẹ. Hoàn cảnh đã đẩy đưa khiến con phải giấu mình trong hang cùng ngõ hẹp. Thân này có gì đâu mà con tiếc rè. Nhưng mỗi khi nghe tiếng khóc của con thơ, đang khát sữa đòi mẹ ấm bồng. Con bồng khôn cao sung sang, mẹ sẽ rước con về ở bên cạnh mẹ. Mẹ có đem theo tờ báo
Họ đăng con sắp có cả một tài sản lớn lao do người chồng tỷ phú đã mất tích của con để lại. Con sẽ được món tiền đó với điều kiện là không được ở gần con, không được gặp mặt con của con suốt 18 năm dài. Thảo, liệu con có chịu đựng được không? Không, không đâu mẹ. Không khi nào con chịu xa con của con đâu mẹ ơi. Con không thể, con không chịu đâu mẹ ơi. Được, được, mẹ hiểu ý con rồi. Con gắng ở yên chờ mẹ nha. Cô Thảo, trời đất ơi, gặp rồi, tìm mãi mới ra đó. Cô Thảo à, suốt nửa tháng nay tôi học tóc để tìm cho ra cái chỗ hiện giờ cô ở nơi nào. Gặp cô hôm nay còn khó hơn là đáy biển mò kim. Tôi là người đứng ra bảo lãnh, lo lắng chu toàn từ trên xuống dưới. Cô hãy yên lòng về nơi khách sạn gặp thái đoàn bên kia. Ông Tân à, ông hãy đi đi, tôi không tin bất cứ một ai. Cô ra xe tôi đưa cô về chỗ ở đàng hoàng. Đừng để con cô ở một nơi hẻo lánh, nắng cháy da người thiếu đủ thứ tiện nghi. Cô nghĩ coi nếu bất ngờ bé bệnh thì nguy đó. Cô thương con thì phải biết nghe lời khuyên, về gặp luật sư làm thủ tục cho con. Mẹ con cô không thiếu một thứ gì, căn chòi rách nát này không phải là nơi ở của cô. Cô Thảo à, tôi nghe rằng còn có những nhóm côn đồ lưu manh muốn bắt cóc con của cô để đòi tiền chuộc nữa đó. Ông, nhưng mà cô tin tôi đi, tôi có đủ tư cách để làm người đại diện duy nhất của cô tại Việt Nam. Khi có những giấy tờ cần quan hệ với luật sư từ Mỹ về lo chuyện tài sản người chồng tỷ phú mất tích của cô. Đâu, cô gửi cháu ở đâu? Đưa cháu cho tôi đi. Không, tôi sẽ tìm cách giấu nó nơi nào an toàn nhất. Cô thấy không, tôi phải đem theo cả nhóm đi bảo vệ đó. Thời buổi này không tin ai được hết trơn hết trọi à. Ông Tân, ông muốn gì mà có mặt tại đây? Làm khổ Thảo đến nước này ông chưa vừa dạ nữa sao? Thảo, chị nóng ruột trước khi về nhà ghé qua thăm em. Không ngờ... Chuyện riêng của tôi cô không được quyền xen vô. Đừng tưởng trước đây giúp việc cho tôi mà tôi sẽ nể nang nghe chứ. Tôi cho cô biết, tôi là người đại diện cho cô Thảo đi dàn xếp giấy tờ bảo lãnh con của cô ấy cùng các vấn đề thuộc về tài sản của Hoàng Thọ, mà cô Thảo sẽ là người thừa hưởng sau 18 năm chịu xa con đó. Không lẽ mới đây thôi mà ông đã quên cái ngày Hoàng Thọ mất tích? Ai đã đuổi mẹ con Thảo ra khỏi khách sạn? Cô, mấy người thiên lệnh dớ dẫn, giờ nay nhắc lại chuyện đó làm gì? Con người mà ai không có phúc làm lận, phải không? Cô Thảo, tôi thật lòng xin cô hãy bỏ hết những chuyện đó qua. Cô hãy nghĩ đến công lao về cái tình của tôi lặn lội mười mấy ngày trời để tìm cho được cô ở cái nơi nắng cháy lửa thiêu cho đa gà muối này mà về lại. Thôi, ông nói nhiều quá, ông đi chỗ khác đi. Ông không đi hả? Chúng tôi la lên đó. Bớ người ta, bớ người ta, cướp, cướp. Cướp bà nào? Thảo ơi, cướp đâu cướp? Bắt ba tới kìa. Ba, rồi xem các người có chạy đằng trời không thoát khỏi. Đi không? Không đi. Ba, đồ ngoại sợ, tao đập chết cha tụi bay hết, cho bỏ cái thói hung hiếp người cô thế. Ê, chạy tụi bay ơi, chạy. Sớm vậy? Mấy giờ rồi con? À, nghe,
Cho đến bây giờ đó, ba cũng không hiểu được tại sao mà con đang làm việc đàng hoàng tử tế tại cái khách sạn du lịch đó, rồi tự dưng nghỉ việc rồi về đây ở không. Có phải tại con Thảo không? Tại con thương nó quá cho nên con binh nó rồi bị người ta đuổi phải không? Ba, con à, con giấu ba làm sao được? Không phải đâu ba, Thảo không có lỗi, nó bị người ta lợi dụng mà. Con thương nó cho nên lúc nào nó cũng bên nó chầm chập, à mỗi khi mà có ai nhắc đến nó. Cái con nhỏ đó thật là cao số, chỉ vì cái chuyện của nó đó mà cái xã nhỏ xíu miền núi im ắng từ bao giờ này là bỗng nhiên nó nháo nhào lên nè. Điện thoại thì rầm rập, còn có cả báo chí nó kéo về cả đống, hết phóng sự này rồi đến bản tin nọ rối cả lên. Mấy hôm rày ra ba mệt nhiều, kể cả chuyện nông trường, tất cả đều đi vào thời vụ một lượt á, cho nên... Ba, con biết ba không có khỏe, cho nên chiều nào con cũng nấu cho ba một nồi nước sôi với lá xả. Con muốn ba tắm nước nóng. Ba đừng có ỷ y, lỡ có bề nào á, không phải một mình con buồn con khóc đâu à nghe. Con nói cái gì vậy Nga hả? Dạ thì con cũng đang nói với ba chuyện con Thảo. Ba, thật ra cái chuyện cô gái quê lấy chồng tỷ phú có phải là chuyện thường, lúc nào trên thế giới cũng xảy ra đâu ba. Hơn nữa, thật ra dư luận xôn xao phần nhiều chính là từ gốc gác cội nguồn của đứa con gái giả câm lấy được người chồng tỷ phú. Cái cô gái cả xã ai cũng biết từ thời thơ ấu là đứa trẻ bất hạnh, thích làm bạn với hoa lá cỏ cây, đuổi bướm hay qua sông lang thang chui nhủi trong rừng. Con gái của ba tu tình nát rượu trong làng này, nhắc đến y là ba khóc kềnh cơn giận. Hắn là một trong những người cha tàn bạo vô lương. Trời ơi, người hay ma mà linh thiêng đến như vậy á. Chuyện của ông ta ba chưa thốt ra miệng, đã thấy ông lù lù hiện đến trước sân. Chào ông giám đốc nông trường. Ông gặp ba tôi chắc là để nói chuyện, nhưng xin lỗi, cả người ông nồng nặc mùi rượu đế. Ông sai rồi, ông hãy về nghỉ là hơn. Tiếc cho ông là giám đốc một nông trường mà không dạy dỗ con gái mình lễ phép với người dân. Con à, con nhắc ghế mời ông ngồi, sao có chuyện gì mà ông chịu khó đến nhà tôi? Dạ mời ông ngồi. Xin phép ba, con đi đằng này một chút. Ông có biết tin tức vợ con tôi? Ông còn nhớ đến vợ con à? Tôi hỏi ông có biết tin tức vợ con tôi, làm ơn trả lời đúng câu hỏi. Người ta đang tìm bắt nó đó, nếu mà bắt được chắc có lẽ sẽ giải lên huyện á. Nó tội gì? Cư trú bất hợp pháp, gây rối trật tự trị an. Ông Danh, tôi biết ông đang chờ dịp trả thù tôi, nhưng nương theo chuyện này mà trả thù như vậy là không chính đại chẳng quan. Mình là hèn yếu lắm, ông có biết không? Ông ơi, lớn hết rồi, đầu tóc đã pha xương, ông nên nói năng cho cẩn trọng. Nếu muốn trả thù đó hả, thì tôi đã làm từ lâu. Ông lấy đâu ra lý do? Có chứ, hành hạ con cái suốt ngày say rượu, đánh người thương tích phá rối trật tự trị an, suốt bao nhiêu năm vẫn bền bỉ một mình. Cái thứ người bề ngoài trông mũ mĩ mà bên trong một rửa tâm hồn. Ông còn hận tôi lắm phải không? Đi đi, đừng ở lại nữa đi. Thêm một phút nào ông đi ra khỏi nhà tôi tức thì. Đừng nóng ông giám đốc. À quên, hách việc quét nhà khỏi người là tính cách của ông. Công nhân của ông họ sợ ông như cọp, là vì họ sống nhờ đồng lương của ông ban phát. Chứ còn tôi cấm ông ăn nó cái lối đó. Có tật giật mình. Tại sao bao nhiêu năm ông không đem con Thảo về ở nhà ông? Biết nó là con mà ông chẳng dám nhìn. Cái chức giám đốc nông trường lớn lắm phải không? Đừng tưởng tôi sai ăn nói lan man, sợ mất danh dự hả? À đúng rồi, ông tên Danh mà tôi quên chứ. Tôi rượu chè be bét nhưng không dễ bị lừa. Tôi biết hết, tôi biết hai người vẫn gặp nhau hiu quạnh giữa núi rừng. Ai biết chuyện gì, ai hiểu chuyện của ai. Phải không ông giám suối? Ủa quên, giám đốc. Ông nói đừng có chối.
Tôi biết cho đến bây giờ hai người vẫn tìm cách đi lại với nhau. Tôi với Sương trong quá khứ cũng như hiện tại không hề có chuyện gì khuất lấp. Ông đừng có mà cái gì? Mày chính là một tên hèn hạ, xảo quyệt, dối trá. Mày đã ngủ với vợ tao sao nó trốn tránh đi cái chuyện quyến rũ rồi bỏ rơi Sương không dám dằn dặn cả đứa con. Ngày nay mày lại có thêm đứa cháu mày, cha của nó cũng là thương giả nghĩa giả nhân, dùng bạc tiền mua chuộc cư danh, còn chúng mày mà biết nghĩ tới ai, sống giả dối bề ngoài che đậy bất hiếu bên trong. Nói đủ hết chưa những lời vu vơ bịa đặt, hãy đi khỏi nhà tôi, đừng bao giờ bẻ mảng tới đây nghe chưa. Đồ chó má, mày lén giấu vợ con tao trong nhà vì mày biết chắc con Thảo sắp trở thành nhà triệu phú. Trước đây nó nghèo mày không thèm nhìn nó, bây giờ nó sắp có tiền thì mày nhảy vào nhận nó là con. Mày tưởng qua mắt được tao hả thằng khốn kiếp? Mày còn che mắt mọi người ở đây nữa, nhưng tao cho mày biết là bộ mặt nhân nghĩa của mày đã bị lột trần ngay tại. Tao buộc lòng phải xử sự như một tên côn đồ, nhưng mà tao không thể không đánh một thằng khốn nạn như mày. Mày cút đi, cút ra khỏi nhà tao, thằng nát rượu. Ông, tôi xin ông. Bà, sao bà ở trong nhà của tôi? Bà đến nhà tôi hồi nào? Mày còn nói gì nữa không? Nói đi. Câm rồi. Tôi đã biết dạ. Không. Ông Danh, tôi có lỗi với ông. Tôi đã làm cho ông bị người ta hiểu lầm. Con Thảo nó hết đường rồi. Nếu không tôi không dám làm phiền ông đâu. Không sao đâu. Bà về đây hồi nào? Con gái của ông đưa tôi và con Thảo về giấu ở đây nè. Nó sợ người ta bắt thằng nhỏ. Giờ thì mẹ con tôi sẽ đi. Tôi không dám làm phiền ông nữa đâu. Tôi không thể nào tưởng tượng được là con Nga cả gan nó đưa con Thảo vào trốn ở trong nhà của tôi. Ba. Nga. Dạ. Tại sao mà con? Ba, con xin ba, con Thảo nó chỉ được an toàn khi ở nhà mình. Con biết ba sẽ rất khó xử, nhưng xin ba hãy thương con nó. Ba tha lỗi cho con. Ba đừng có trách bác Sương nghe ba. Phải đưa nó lên huyện, ở đó chờ, người ta sẽ giúp cho nó làm thủ tục. Không, tôi xin ông, nó không chịu xa con của nó đâu. Con Thảo nó không ham tiền. Nga, con đưa Thảo đi giùm bác đi Nga. Nhưng mà nó không thể trốn tránh như thế này được. Tôi sẽ biết ăn nói như thế nào. Con của nó phải được đưa về Mỹ như trong chúc thư, để người ta còn làm thủ tục chuyển giao tất cả giấy tờ tài sản cho người thừa kế. Giữ nó ở đây làm sao mà rồi đây con Thảo sẽ nhận ông là cha nó. Con nó đi càng sớm ông càng có tiền phải không? Bà Sương, xin bà hãy nói đi, con Thảo là con ai? Bao nhiêu năm qua tôi chịu tay tiên nhiều rồi. Cái người đàn ông này là cha của con Thảo đó, người đã làm cho hai cuộc đời khổ hải long đong. Bà nói dối, bà cớ đâu bà nói nó là con tôi? Khi bà về làm vợ tôi bà không còn trắng trong. Sự thật ra sao? Bà cứ nói hết ra đi. Cởi bỏ nhau sợ di quan nghiệt buộc ràng, cho mọi người hiểu thấu rõ nguồn cơn. Ông ba tôi chính là cha ruột của con Thảo, là người đã đối xử với nó tàn tệ nhất ở trên đời này, khiến cho đứa trẻ bất hạnh phải lìa bỏ gia đình ra đi sống cuộc đời gian nan, chịu đói chịu lạnh như một con thú quán lạc loài giữa chợ đời muôn mặt. Không phải vậy. Đất rộng trời cao có tấu hay chăng, nỗi niềm đau đeo đắng cả một đời. Năm mới tuổi đầu quá nhiều cái đắng, biết bao chuyện tuổi buồn không thể nói ra. Ô nhục nghiệt ngã hờn quán khổ đau, tưởng rằng sống để bụng chết mang theo. Không, ngay lại đây này, bà hãy nói đi. Tôi với ông từ lâu đã nhức nợ vợ chồng, hiểu ra sự thật sẽ khiến ông ngỡ ngàng hối hận ăn năn. Bà nói ai hối hận, ai ăn năn? Tôi à? Làm gì mà phải hối hận? Bà đừng có nói đùa.
Tôi với ông là nỡ nần, là nghiệp chướng, tiền khiên là si mê lầm lạc. Có vui gì mà cợt đùa cho cay đắng nhớ thêm. Ông ba ơi, ngày lấy ngày cứ mòn mỏi trôi đi, cùng khổ não quán khiến nắng này muôn phân. Bởi ông đã đối xử với người thân vô cùng cay nghiệt, cho nên sự thật hôm nay khi được phơi bày ra ánh sáng sẽ là vết thương sâu khiến ông tim mất bầm gan ruột quằn trăm chiều. Giữa ưu tịch cô liêu, tôi mơ thấy mình trôi theo sóng nước thủy triều, sóng chảy giữa mùa đông nước trời màu mây xanh, giữa ngước chiều người hành hạ mẹ con tôi, khiến trong gai bình rơi hoa tàn cỏ rơi. Sự thật từ lâu im hơi lặng tiếng, ngỡ đã chìm sâu trong cổ mộ điêu tàn. Vì ai, vì ai mà tôi căm phẫn ngậm miệng cắn răng? Hơn chiều trận mưa đòn khủng khiếp của ông, ngày này qua tháng nọ. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Tôi chính là người chồng tồi tệ, suốt ngày chè rượu say xưa. Tôi không xứng đáng với bà, nhưng tôi là thằng đàn ông. Đời cứ mỉa mai là tôi ăn phải của thừa, không chịu nổi nhúng nhằng. Tôi dùng men rượu giải khuây, muốn đập phá cho tan đi những u uất trong lòng. Nhưng tôi đã lầm, càng sai làm phai đi những quan hận trong lòng. Cũng vì ghen tức cho nên ông theo dõi trong âm thầm, cầm lặng suốt bao năm ôm chặt mối hận lòng. Biết đứa con gái thân yêu thành vật thì sinh cho lòng ích kỷ hẹp hòi. Sự ghen tức khiến cho ông ngờ ngợt, tính con Thảo là con ruột của anh Danh. Nhiều lần nóng ruột quá, tôi như điên như dài, tôi muốn vùi thân theo muôn trùng sân bề. Nhưng rồi suy đi tính lại, chỉ vì quá yêu tôi mà ông trở thành tên ác rượu. Bà nên biết tôi nóng lòng muốn nghe sự thật. Làm sao tôi có thể tha thứ cho cái tên đạo đức giả, hành động đê hèn khốn nạn mà còn lên mặt nhẫn nhơ? Còn được bà tình yêu quý trọng tôn thờ, ngang nhiên cướp đoạt vợ người ta. Tôi tên Nguyễn Văn Danh, xin thề trước vong linh tổ tiên mộ má ông bà, nếu tôi có làm gì không trong sáng với bà xưa, xin đừng cho tôi cần thề thốt mà chi. Chính tôi là kẻ gây ra chuyện yêu lầm này, khiến cả ba khổ sở khổ đời. Tôi cúi đầu những lỗi với ông, có phải tại bà đâu. Tôi không biết vì sao bà vẫn ngay mà rời khỏi cái nhà sàn, đi biệt biệt không về một thời gian lâu lắm. Chuyện đời thật khó nói, con người ta có những nỗi niềm chua xót mang mãi cho
tôi còn biết nói sao đây. Ông Danh, Sương, má con Thảo, xin các người hãy tha lỗi cho tôi. Tôi biết tôi là một thằng chồng vô trách nhiệm, một người cha chẳng ra gì với con tôi, là một thằng người đáng bị đời rẻ khinh nguyền rủa. Tôi thật lòng ăn năn hối hận. Giờ đây tôi tha thiết khẩn cầu ông Vinh, đừng bắt đứa cháu ngoại duy nhất của tôi phải lìa xa tôi vĩnh viễn. Đó là chuyện riêng tư của bà Sương và ông, tôi có quyền gì mà can dự vào. Thật ra nếu tôi có hành động gì thì cũng bởi tôi kính trọng và yêu mến bà Sương. Tôi sẵn sàng hy sinh tất cả, luôn đến tính mạng của mình, miễn sao bà Sương được trọn vẹn nụ cười, ánh mắt yêu đời của thời son trẻ. Tôi biết tôi không được quyền đòi hỏi sự quan tâm, thứ tha thương xót của bà. Sao bao nhiêu lỗi lầm trong quá khứ, nhưng điều không lý giải được là cái tình dành cho bà quá nặng. Trải qua mấy chục năm dài, xương căng bạc mái đầu, sao tôi vẫn chẳng vui quay. Thôi ông hãy về đi, nhớ chuyện cũ mà chi thêm khổ sở nặng nề. Nếu ông còn nghĩ đến tôi, hãy cố gắng giúp đỡ con, lo cho nó trọn lòng. Hãy hàn gắn lại chút tình đã mất mát từ lâu. Tôi nghe lời bà, tôi đi tìm con đây. Tôi hứa từ đây sẽ làm mọi cách cho con tôi được hạnh phúc. Xin chào ông Danh. Xứ mình bây giờ người đông quá mà đủ hạng người. Chị nhớ giống như hồi người ta đổ xô đi xem Nhật thực, người vô công rủi nghề ở đâu mà lắm quá. Không biết em còn lẩn trốn thiên hạ được bao lâu. Nghĩ cũng buồn cười, lúc em khổ thì chẳng ai thèm nhìn đến, thế mà bây giờ đi đâu người ta cũng nói đến em, báo nào cũng viết về em, đăng hình em, trong khi em phải trốn chui trốn nhủi như một con thú. Mà Thảo nè, chị muốn hiểu vì nguyên cớ nào mà nhà tỷ phú Hoàng Thọ để lại chung cư bắt buộc người đàn bà không được gặp con trước tuổi trưởng thành. Ông ta không tin được sự thủy chung, hay ngại nghi lòng người giả dối. Thật là quá nhẫn tâm khi buộc đứa con thơ phải lìa xa vú mẹ. Càng văn minh lộng lạc, người càng ham muốn nhiều và càng lạnh lùng hơn. Chị Nga, có những điều bí mật chị không thể biết. Là Hoàng Thọ chỉ yêu duy nhất một mình à em. Chuyện thì khó tin, nhưng chỉ cầu trời là sự thật để em vui. Chớ chị cho rằng đôi với ông ta em chỉ là món đồ chơi. Đâu khiến tỏ sai mê em cùng nhiệt. Thật ra cũng như mẹ em, đâu ai muốn chứng kiến cảnh đau lòng. Lấy người ta có con rồi quất ngựa truy phong là chuyện thường tình vẫn xảy ra. Đôi với đứa con gái nhẹ nhàng dại dột tin tưởng bọn người mang cái vỏ bên ngoài sự văn minh. Vậy rồi sao nữa hả chị Nga? Thì sau đó giả vờ đánh điện cho hay đã chết hoặc mất tích rồi. Em nhất định không tin Hoàng Thọ là người như vậy. Cũng như chị đây nè,
Khi còn làm ở khách sạn, đã nhiều lúc Tân tỏ ý thích chị, kín đáo biểu lộ tình cảm bằng những cử chỉ ân cần, quan tâm chăm sóc. Chị cũng thấy chút nào hãnh diện vì lòng tự ái được vuốt ve, được nuông chiều. Nhưng mà không hiểu tại sao chị vẫn chần chờ cân nhắc, sợ gặp phải người không thật lòng thật dạ rồi cả đời ân hận, sợ làm khổ người cha đi sinh hạnh phúc riêng tư dành cho đứa con gái thân yêu tình thương cao vời. Nhớ ngọn suối từ khe sâu tuôn cuồn cuộn sông dài. Tuy chỉ mồ côi mẹ nhưng được nhận từ nơi cha hạnh phúc tràn đầy, sức mạnh và niềm tin cha truyền quá cho chị bắt đầu bằng những suy nghĩ hành động vì cuộc đời, vì niềm vui sướng của người thân. Tuy không nói ra nhưng chỉ hiểu được lòng cha, chỉ ước sao cả hai gia đình chúng mình sum họp. Bác Sương lấy ba Thảo chỉ vì hoàn cảnh nên cả hai đồng sàng dĩ mong sống cạnh nhau mà chính là kết quả của một mối tình khoái tâm, một cảnh đời ngang trái. Thảo à, chị nhìn em khác nào cô gái ngây thơ da màu bị sa vào tay bọn buôn nô lệ, suốt đời đổi con khác nữa. Từ thân thể đến tâm hồn giấy đầy thương tích bởi đòn roi tra khảo và miệt. Chuyện cũ đã qua rồi, em không cần nhớ để làm chi. Điều khiến em lo là chuyện đứa con, nó phải được ở kề bên em mãi mãi. Nó là dấu tích thiêng liêng của một mối tình chân chất. Bất hạnh của em đã chuyển đổi từ bạn. Mỗi lần tiếng còi tàu thúc giục, anh ấy như là một kẻ tâm thần giấu mặt trong cánh tay. Mặt mũi bơ vờ, trừng mắt láo liên, vừa thở vừa rung trong vô cùng tội nghiệp. Em yêu anh ấy đơn giản chỉ như vậy thôi, còn anh thì... Chị thật không ngờ, và em chính là người an ủi dỗ dành, là những cố tinh thần giúp người đàn ông xa lạ tự mình xóa dịu cơn đau. Phải, tàu vừa đi qua chìm khuất sau bóng tre, trời bỗng nhiên như bình yên trở lại. Thảo ơi, đã gọi là yêu chắc không thể nào lý giải, là nỗi đau dài thao thức mãi tháng năm. Dẫu chỉ là mảnh đất khô gầy lặng lẽ bóng râm, chở theo nó những tầng ngầm thương khổ. Chim dạt bay bay tiếng ba đem cơm cho con và thằng nhỏ đây. Nó ngủ rồi hả? Ba cứ phải đi lòng vòng mãi, sợ người ta nhìn thấy. Thời buổi gì mình không có tội mà cứ phải lén lút y như là một thằng ăn trộm. Bây giờ ông mới biết nghĩ, nếu trước đây ông không đánh Thảo, đời nó bây giờ đã khác rồi. Chị Nga, thôi ba về, kéo đi lâu khỏi nhà người ta lại nghi ngờ.
nhà mình bây giờ nhiều kẻ rình lắm. À quên, ba có mua cho thằng cháu ngoại gói kẹo đây, khi nào nó ngủ dậy con đưa cho nó. Thảo à. Dạ. Hai bữa nay ba không uống rượu, mỗi bữa cơm ba chỉ làm chén. Hay là con và thằng nhỏ cứ ở lại đây, đồng tiền thừa kế lớn thật, nhưng nó không phải là của mình. Thằng nhỏ bây giờ đã có cha, nó không phải mang họ ngoại của ông, đó cũng là hạnh phúc cho nó. Mày làm cho con Thảo khóc là tao. Nếu tao mà không nghĩ tới cha mày, tao cho mày mấy cái tát rồi. Mày lúc nào cũng như là ông nội tao vậy. Ông đã đẩy Thảo đến đường cùng, bây giờ mấy giọt nước mắt của ông không đủ xóa đi tất cả. Ai cũng làm ác, xong rồi tỏ ra vẻ hối hận là xong. Dễ quá ha, tưởng như vậy là người ta quên hết sao? Chị Nga, quên đi chị, tha cho ba em đi. Già rồi, không còn bao lâu nữa đâu, tội nghiệp ba em mà chị. Thảo à, em hiền cũng vừa vừa thôi, chừa chút để người ta còn hiền nữa chứ. Thôi chị về nghe, chút nữa trở lại, coi chừng mũi mộng đừng cho thằng bé thức chết sớm. Chị đi nghe. Dạ. Em biết không, hôm đó tàu của anh gặp cơn sóng thần, cả thủy thủ đoàn đều chết hết. May mắn anh còn được ngư dân trên đảo cứu sống. Đó là một đảo nhỏ nằm tích trong vùng hẻo lánh của biển Thái Bình Dương. Suốt mấy tháng trời, anh cùng ngư dân trên đảo âm thầm chuẩn bị một kế hoạch lớn sản xuất ngọc trai. Tình cờ đọc báo anh mới biết tất cả mọi chuyện sau khi anh mất tích. Anh không trở về Mỹ nữa, mà anh bay ngay đến đây. Anh không muốn câu chuyện thêm rắc rối, cho nên anh đã cải trang về tìm em. Ông Vinh giám đốc nông trường tốt lắm em à, chính ông ta đã giúp anh gặp lại em đó. Anh không yêu em. Kìa Thảo, tại sao em có ý nghĩ lạ lùng như vậy? Nếu không yêu em anh đã không quay lại đây. Mấy tháng xa nhau anh lại càng thích em đến với anh. Không phải vì bác tiền nhung lụa cao sang. Vậy thì tại sao bắt buộc em phải làm theo gì chúng anh để lại? Muốn lãnh số tiền phải chịu xa con. Vì chút đó không phải dành cho em, vì anh đã nhờ luật sư Thảo từ lâu. Trong nỗi tuyệt vọng cô đơn, thậm chí có nhiều khi anh bị lừa gạt. Đứa bé được bảo lãnh không phải là con ruột của mình. Người ham tiền không thể nhận được hạnh phúc chân thành. Em là người đã giúp anh tìm lại được niềm tin. À, trời ơi, con tôi. Hả? Sao? Con sao vậy em? Nó ngủ lại rồi, con mèo làm cho nó giật mình. Anh Thọ, anh làm cái gì mà ngồi im lìm như vậy? Em sợ lắm hả?
Em đừng lo, anh đang bên cạnh em đây mà. Em chỉ sợ người ta đến đây bắt nó thôi. Em giỏi lắm. Trước đây với mọi người và cả anh cũng tin là em câm thật. Nhưng mà tại sao em phải làm như vậy? Năm em 6 tuổi, mẹ của em bỏ nhà đi vì không chịu được sự hành hạ khắc nghiệt của cha. Cha em suốt ngày say rượu và đánh chửi xua đuổi em, coi em như là một cái gai nhọn, là một đứa con tội lỗi. Vì em mà cha mất mẹ. Xung quanh em không có một ai. Em phải giả câm để khỏi nói chuyện với cha. Không nói chuyện với cha mà em cảm thấy cuộc đời mình đỡ khổ. Em chỉ biết nói thầm với con chó, con mèo, với cỏ cây qua la. Em chỉ thích làm bạn cùng chúng nó thôi. Khổ lắm anh à. Thảo, Thảo ơi, anh thương em nhiều lắm. Anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn để bù đắp cho những mất mát từ bao lâu nay. Thảo, anh sẽ lo thủ tục đưa mẹ con em sang Mỹ ngay trong vài ngày tới. Cuối cùng thì cuộc đời cũng công bằng với chúng ta rồi Thảo ơi. Bà, mày, ông, không, chẳng lẽ lại là anh Thọ, anh làm sao vậy? Anh đừng lên cơn, anh đừng lên cơn mà, bình tĩnh lại đi anh, bình tĩnh đi. Đây là mẹ của em đó. Trời ơi, hả? Đúng đó rồi. Thằng nhóc, đến lượt mày đó Thọ. Không, tôi không làm gì được. Mày không chịu hả cái đồ nhát gan? Nè, quăng xác nó xuống suối đi. Không, đừng giết người ta. Cô ấy vẫn còn sống. Tôi xin các anh. Đứng đây. Đừng giết người ta mà. Cô ấy còn sống. Quăng nó xuống suối luôn. Để nó theo thà con nhỏ đó. Quăng nó xuống suối. Đừng. Quăng nó xuống suối đây. Hóa ra bà vẫn còn sống. Không hiểu sao tôi vẫn muốn tìm về con suối nơi mà ngày đó bọn nó đã vứt xác bà. Quá khứ tuy vô hình, nhưng sao cứ như tảng đá nặng nề chèn cứng phủ trùm lên mọi vui buồn trong cuộc sống của tôi. Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Tại sao khi gặp mẹ anh Thọ lại run lên như trông thấy ma quỷ? Cả mẹ nữa, trông mẹ thật là đáng sợ. Có chuyện gì vậy mẹ? Thảo, khủng khiếp kinh hoàng lắm, con không hiểu được đâu. Mẹ à, mẹ hãy nói đi. Mẹ và anh Thọ biết nhau à? Chúng nó là... Bà ơi, tôi lại bà. Bọn bạn tôi đã chết hết rồi. Xin bà hãy tha thứ cho chúng nó. Tôi lại bà. Thảo, mẹ không thể giấu con sự thật, bởi nó liên quan tới hạnh phúc của con. Mẹ, ngày đó thằng Thỏ dẫn đường cho bọn ma quỷ gài bẫy bắt cóc và cưỡng hiếp mẹ. Trời ơi, đã có lần mẹ kể với con đó, bọn chúng tưởng mẹ chết cho nên quăng xác mẹ xuống suối. Nhưng người đàn ông vớt được xác của mẹ là cha con phải không mẹ? Anh Thọ, anh nói đi, sự thật có phải là như vậy không? Có phải là như vậy không? Trời ơi,
Ôi ơi, tại sao lại có thể như vậy được? Thôi anh đã giết em, anh đã giết em và giết con trai anh rồi. Thôi anh đã giết hết tất cả rồi. Thôi Thảo, Thảo, Thảo ơi, anh tự cho mình là kẻ có tội. Bây giờ em muốn xử anh thế nào cũng được. Anh nhận hết, anh nhận hết. Anh đi đi, anh đi đi. Anh đã giết chết cuộc đời tôi rồi. Tại sao ngày đó anh không chết mất xác luôn đi? Trời ơi trời, mẹ mẹ ơi, con khổ quá mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, con đau đầu quá. Thảo, con... Thảo, đi đi. Thảo em, đi đi. Anh đi đi, anh đừng cho tôi thấy mặt anh nữa. Anh đi đi. Thảo, dừng lại. Con hãy nghe mẹ nói, Hoàng Thó không làm điều đó. Đừng hận. Tuổi trẻ đi qua, tuổi già đi tới. Tuổi trẻ ơi, tuổi trẻ nào bảo tàng vô lương hại làng phá xóm. Tuổi trẻ nào, tuổi trẻ nào âm thầm gian khổ, đang quên mình vì nước hy sinh. Cho người thân, cho cuộc sống muôn loài, cho bình minh nắng mát qua leo, cho đồi núi trăng treo. Trong căn phòng khách sạn ngày đầu gặp được anh, ngỡ mùa xuân tràn ngập trong đời. Hãy đâu đông lạnh đã về, trời buồn sương giá lạnh. Những lời kể đầy trung thực của bà, giờ đây tôi phải làm gì? Xin bà hãy dạy cho tôi làm sao đây cho Thảo được tỏ tường. Người con gái bất hạnh ngày nào nay trở thành nhân chứng. Người tưởng rằng đất tuy sâu thẳm, trời vốn cao vời, chính nhờ vậy mà người đời vẫn còn có chỗ dung thân để đi cho trọn hành trình sinh diệt. Thưa bà, tôi không biết dùng lời lẽ nào đây. Tôi đã có lần tự hỏi, nếu đất trời rủi dung, ngày nào đó tình cờ gặp lại bọn côn đồ đã hãm hại mình, tôi sẽ xử xử như thế nào? Mẹ, mẹ ơi, con thương mẹ. Mẹ hãy đứng lên đi. Tôi mừng cho mình vì đã thật sự thanh thản khi biết tự trả lời những câu hỏi lớn. Tôi sẽ nói với bọn chung lời khoan dung tha thứ. Tha thứ cho hành động giả mang điên rồ bao ác. Nước bắt đầu bằng thời trai trẻ hồn mang kiêu căng ngạo mạn, nồng nhiệt si mê nông nổi ngông cuồng. Chúc dần chúc mơ buồn chưa đủ lớn.
tự nhận ra điều ấy lẽ phải. Chưa đủ già để hơn thiệt cưng phân. Nếu bọn chúng ta nằm yên như lòng đất lạnh ngàn năm, lời lẽ hôm nay sẽ là kinh chiêu mộ cho linh hồn chúng siêu hồn. Cái khổ của nạn nhân được người đời chia sẻ, còn sự hối hận anh năm mãi hàng. Bà nói đúng, chứ dù tôi cũng phải là người trực tiếp gây ra nỗi bất hạnh cho bà, nhưng từ ấy đến nay, tâm của tôi chưa lúc nào yên ổn. Điều đáng sợ nhất của con người không phải chỉ đòn roi tội tù hình phạt. Lòng khoan dung biển trời của mẹ đã giúp con tỉnh ngộ. Trong nắng lửa mưa dầu, con vẫn nằm lòng câu hát mẹ ru. Thảo, tha thứ cho hoàng thọ, chính là con tin mình đã trưởng thành để có thể chu toàn bổn phận làm người vợ tốt, làm người mẹ nhân từ, chăm sóc nuôi dạy con của con khôn lớn nên người. Bà Sương, nãy giờ tôi ở bên kia để bảo vệ cho bà. Cảm ơn ông. Bà uống nước đi. Tôi tại sức á, uống mắt quên không có chừa ông chút nào. Chuyện của người xong rồi,
Chắc bà không còn lý do gì mà tránh mặt tôi chứ. Ông nói đi, nói cái gì cũng được, nhưng mà đừng có nhắc chuyện xưa. Đừng có nói yêu tôi làm cho tôi khó xử. Bà Sương, nếu cuộc gặp gỡ này không phải là cơ hội cuối cùng cho tôi nói lên tất cả nỗi lòng mình, thì quá tình cá cuộc đời tôi từ trước tới nay. Tôi phải đâu không hiểu tình sâu thú nghĩa nặng. Cho dẫu là có cây hè nguồn cùng lao sao trong gió sương chiều. Người ta nói khi tỏ tình mà không được đáp trả thì thất vọng tự tư khổ đau hoang hận. Vậy còn những kẻ yêu nhau mà phải cách xa vì hoàn cảnh trái lòng, đêm ngóng ngày trông muốn nhìn cho tàn mặt nhau, nỗi dai rất băn khoăn xót xa trong dạ đau đớn. Cả chục năm dài tôi nao lòng tức tưởi thương gian tưởng hình vẽ bằng tiền tranh, hiện hữu một mùa yêu loan dần theo kỷ niệm, cái chấm sang hững hờ vẫn ở xa xăm. Tôi nhớ cái đêm trên đồi bà bình nặng tôi ấm trên tay mà xúc động nghẹn ngào từ cõi lòng dạt vào. Cây sầu nóng đã trơ cành sáo giông bão, thôi thì đành số phận an bài trên trôn một dòng quê. Tôi có dám đòi hỏi gì ở bà đâu, năm mươi mùa đóng lạnh dài xe thắt mà không xót xa. Sau khi nhận ra cái tuổi chưa kịp già nua để bước lần tâm miền miên diên, cũng chẳng còn trẻ trung chi nữa để bắt đầu cuộc phiêu lưu nông nổi dài. Nỡ nào ép hai ta kéo dài kiếp sống cô đơn hồi hộp đợi chờ. Tôi định sẽ ra đi không bao giờ trở lại, xin ông tha thứ những lỗi lầm dù không phải tự tôi nghĩ. Chứ ông tôi vẫn nặng tình yêu, những tai họa bất ngờ khiến huyền siêu bất an. Bà trốn đi đâu tôi cùng tìm, đợi cả cuộc đời đợi cuộc trăm năm. Ông làm cho tôi nhớ chuyện ngày xưa, ngoài ngồi giá ngoài bên bếp lửa hồng dạy giáo con điều ân nghĩa đậm lòng. Yeah.
chút là bất nhân. Thấy việc phải không làm là kẻ vô nghĩa bất nghĩa. Người ta nói cho mình một phải kiếm cách làm sao nó lại bằng mười á. Ngoại có biểu ai thương mình mười á thì mình phải thương lại gấp trăm, gấp ngàn, gấp triệu, gấp muôn không. Nói cho vui vậy thôi chứ tôi đâu có dám làm cho em khó xử. Mình người quán dân trời cao. Có những thứ cần với người này nhưng vô nghĩa với người kia, và người ta tin là phải cướp lấy. Nếu không được quyền sở, người ta quên mất vô biển tan thương thắng thua vinh nhục. Chỉ là khoảnh khắc hư vô nằm trong quy luật của muôn đời. Anh hiểu hết nỗi chán chường mệt mỏi, yêu cả trong em những dỗi hờn quay. Đời tặng em một mối tình thiên kỳ khi bắt anh làm kẻ si tình su kiếp tương tư. Nhưng đời cũng ghét cũng ghen, đánh đuổi em tận cùng trời khổ ai. Đâu phải em không hiểu biển xanh khi gió chiều mát mát, và biển đổi màu khi mây xám phủ trời trong. Anh chỉ sợ đường thui thủi một mình một dòng. Chúng ta mất thì giờ để nói chuyện bâng quơ, khóc gió than mây trách chiều thương muộn. Đã có lúc em tự hỏi, nếu trên đường đời mòn hơi kiệt sức, ai sẽ dìu em đi tiếp cuộc hành trình, ai sẽ hát cho em nghe bài hát tuổi thơ. Vỡ sông sâm gió đùa trên sông đông. Anh nhớ như anh kỷ niệm hai đứa mình đã sao em ngã đồng vào lòng đang dậy sống tình yêu. Khi trao cho nhau trọn vẹn nụ hôn đầu, anh nghe được tiếng tim mình cùng nhịp thở, và đất dưới chân chúng mình chuyển động khoảnh khắc thiêng liêng đều đặn suốt một đời. Nỗi xúc động khiến em bàng hoàng ngơ ngác, và nơi chiếc cầu gỗ bật ngang qua rêu núi rù rì ngãi ngủ vì bàn chân. Anh đã đánh thức em trong tuổi ngốc thềm xuân, áo mộng tôi đang chiều nghiêng sông lúa. Em hiểu rồi, nhớ sông ngân câu ly biệt tiếng người xưa cầu âu thức nói nọ tình cấm bên. Anh sẽ thắp sáng lối về em ngàn muôn ngọn nến ru của tình âm lại tuổi thần. Bằng chấn đi, đi qua hết cuộc phóng trần phối phái. À, chứ ru hời bằng tay nì, tha theo.
sẽ lại xanh tươi. Em muốn có thời gian để hỏi lại lòng mình. Anh chiều em đến bao giờ, miễn rằng em vui sống. Điều em cần ở người đàn ông là phẩm chất anh hùng, cứu khổn phò nguy, hết mình vì nghĩa lớn. Còn ở người chồng là sự khoan dung và lòng cương trực. Tình yêu được nuôi dưỡng trong em còn bắt nguồn từ lòng kính trọng. Em không sợ nghèo, sợ khổ, nhưng đừng có làm cái gì để cho em coi thường. Ba con Thảo còn đó, giờ thì đã biết ăn năn hối hận những chuyện đáng tiếc ngày qua. Nhưng em làm sao? Tình yêu đến và đi luôn vẫn tình cờ. Gió vẫn bay, mây khói vẫn đi về. Nhẹ là thế, mong manh cũng thế. Làm sao nhốt gió cho mây đừng bay, để người xưa khỏi đau lòng khi tâm ca bóng chim tìm về cơn gió cũ. Đau lòng lắm danh ơi. Anh hiểu chuyện tan vỡ của em với ba con Thảo. Em không có lỗi, em cũng không phải là người đàn bà thích thay chồng đổi vợ. Cái đến sẽ phải đến khi người chồng không còn giữ lại trong em lòng kính trọng. Về phần anh, người đàn bà của anh ao ước là mẫu người nhạy cảm, thông minh, nhân hậu. Không cần đẹp lắm, miễn có duyên thì đạt yêu cầu. Còn người vợ? Đảm đang, thương mẹ cha, thương con, thương chồng, thương bà con lối xóm. Ủa, Danh ơi, chúng mình gọi nhau anh em từ lúc nào vậy? Từ lúc anh cũng không nhớ nữa. Mà sao? Dạ rồi, kỳ lắm, gọi lại đi. Gọi lại thì em gọi trước đi. Ông Danh. Dạ. Bà Sương ơi, bây giờ chiều nay đó, bà cho phép tôi qua nhà lấy cặp thùng xuống suối. Mấy cái chum nước sau hè cạn hết trơn rồi ha. Còn nữa đó, tôi để dành hai cái cột cái ở bên nông trường á. Hôm mà bà bệnh lấy thuốc tôi đưa cho bà uống đó, tôi phát hiện nó bị mối ăn ở dưới chân á. Không thay thế á, thế nào vài tháng rồi nó cũng sập à. Mà nó sập á thì... Còn cái gì nữa nói luôn đi ha. Con người càng già càng đa sự.